Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mùa xuân đã được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đã đề ra và đảm bảo an toàn. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế cùng sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị liên quan cũng như ý thức chấp hành của người dân. Ngay sau khi được phân bổ vaccine, các địa phương trong tỉnh đã triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân theo kế hoạch đã được Bộ Y tế ban hành. Công tác rà soát tiêm cho người khi đến lịch, những người đến và trước khi đi đến nơi khác, người lao động quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán mà chưa được tiêm đủ liều được thực hiện nghiêm, nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả mọi người. Trong những ngày Tết thì trung tâm đã đa số là tiêm cho những người mũi 1, mũi 2 và một số trường hợp mũi 3. Và đặc biệt là sau Tết thì thành phố được phân bổ một lượng vaccine lớn. Đấy, thì trung tâm y tế cũng đã tổ chức triển khai thực hiện đồng loạt ở các cái xã phường trên địa bàn, đồng thời đã triển khai đến các cái điểm tiêm lưu động ở các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đối với lại các cái khu công nghiệp với nhà máy mà có nhiều công nhân thì trung tâm đã tổ chức tiêm liên tục đến khi hết đối tượng. Việc tuyên truyền cụ thể về lịch tiêm phòng cũng như chuẩn bị về cơ sở vật chất tại mỗi địa điểm tổ chức được các địa phương phối hợp thực hiện tốt, đồng thời hỗ trợ ngành y tế trong suốt quá trình tiêm cho các đối tượng theo quy định, đảm bảo nhanh chóng, an toàn, không để lãng phí vaccine. Đối với cấp ủy, chính quyền, đối với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã cũng đã triển khai quán triệt tới toàn thể các cái tổ COVID cộng đồng, cũng như là các cái thành viên trong tổ COVID cộng đồng, thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ cái tác dụng của việc tiêm phòng. Và vậy thì đến thời điểm này thì đối với người dân thì tiêm tỷ lệ bao phủ đạt trên 90%. Với việc đẩy nhanh chiến dịch đã nâng số lượng vaccine đã tiêm trên địa bàn tỉnh đến nay lên trên 2 triệu liều, trong đó tỷ lệ bao phủ mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt hơn 82%. Tôi thấy là rất vinh dự là đã được chính quyền, đảng ủy, ủy ban nhân dân và các ban ngành đã quan tâm đến sức khỏe của người dân chúng tôi. Bây giờ đã tiêm đại trà hết mũi 3 rồi, vậy nên là rất yên tâm. Mà từ khi tiêm đến giờ tôi thấy rất ổn định, không có vấn đề gì cả. Ở đây chúng tôi là bà con là hầu như đã được tiêm phủ 3 mũi vaccine cả. Và dân có rất có ý thức thực hiện, cho nên là cái 5K mà giữ gìn từ ý thức của từng người dân về mọi các nếp sống, cái sinh hoạt rồi là mọi cái giao tiếp là chúng tôi nhận thức rất rõ. Nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine và ý thức phòng dịch của người dân chính là yếu tố quan trọng để chúng ta thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới, đảm bảo sức khỏe nhân dân và tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.